Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi tâm linh cho biết trong ngày 9 tháng 9 âm lịch, may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những người vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, họa vô đơn chí, vận đen ở đâu không biết cứ ùn kéo đến bủa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Vậy thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đuổi này hay không nhé. Con giáp gặp tai họa xui xẻo nhất trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 là những người tuổi Thân. 1. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia tử vi học, khi phải đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bạn sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn đấy. Thiếu suy nghĩ lạc quan. Nếu suy nghĩ lạc quan, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu không có cách giải quyết cụ thể, bạn có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh. Chắc chắn sẽ có người đưa ra được cho bạn lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bạn có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Thêm vào đó, kim khắc mộc, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc hoặc là con cái. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ. Để hóa giải vận đen và chúc mừng may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Thân 1944 và 2004, mệnh thủy, không nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn. Tuổi Bính Thân 1956, mệnh hỏa, nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề. Tuổi Mậu Thân 1968, mệnh thổ, hãy hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm. Tuổi Canh Thân 1980, mệnh mộc, nhận được những lời khuyên hữu ích. Tuổi Nhâm Thân 1992, mệnh kim, nên chia sẻ khó khăn với người thân. Đó là những con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình để xem mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không nhé. Con giáp tiếp theo mà ta xét đến là những người tuổi Tỵ. 2. Tuổi Tỵ. Các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Chính vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận, kẻ tiểu nhân ném đá xấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn chớ nên tin người quá dễ dàng. Với người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin, chứ đừng vội vàng nghe theo người khác. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn xui xẻo, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Tỵ 1965, mệnh hỏa, nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn. Tuổi Đinh Tỵ 1977, mệnh thổ, hãy có lòng đề phòng mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, mệnh mộc, chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt. Tuổi Tân Tỵ 2001, mệnh kim, rút ra bài học đắt giá cho tương lai. Tuổi Quý Tỵ 1953, mệnh thủy, nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Con giáp gặp vận xui tiếp theo là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo có thương quan lâm mệnh chỉ ra rằng sự nghiệp của con giáp này phát triển không thuận lợi, bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ nên không phát huy được tiềm năng, thành tích công việc cũng khó cao được như mong muốn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an.
Bên cạnh đó, cục diện thủy sinh mộc đem lại nhiều tin vui trên lĩnh vực tình cảm cho người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, bạn có thể phải lòng một người nào đó ngay lập tức, dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít, gắn bó bởi cả hai đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy, cũng như bao dung cho người ấy trước những lỗi lầm. Chi tiết từng tuổi như sau, tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Kim thường xuyên bị người khác gây khó dễ. Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Thủy, vợ chồng biết cảm thông và hòa hợp với nhau. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 mệnh Hỏa, không phát huy được tiềm năng của mình. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Thổ, gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc, tìm được người phù hợp với bản thân. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba, con giáp thứ tư kém may mắn trong ngày hôm nay, không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. 4. Tuổi Dậu. Theo các nhà tử vi học, do bị kiếp tài ngăn trở, người tuổi Dậu thường xuyên khăng khăng với ý kiến của mình mà chẳng chịu lắng nghe ai. Thậm chí dù có vướng phải sai lầm, bạn cũng không nhận ra và tiếp tục khiến mình sa ngã vào vũng lầy. Thái độ kiêu ngạo sẽ còn khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối trong tương lai. Ngay từ bây giờ, hãy học cách quan sát và lắng nghe mọi người, hạ cái tôi xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005 mệnh Thủy, không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Hỏa, khiêm tốn hơn để nhận ra khuyết điểm của bản thân. Tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ, hãy sửa đổi những khuyết điểm của mình. Tuổi Tân Dậu 1981 mệnh Mộc, học cách lắng nghe mọi người xung quanh. Tuổi Quý Dậu 1993 mệnh Kim, hãy cố gắng tập trung vào công việc được sao. Như vậy là chúng ta đã xét xong 4 con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay. Các bạn có nằm trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy tiếp tục theo dõi video để biết mình có thuộc những con giáp kém may mắn này không nhé. Tiếp theo là con giáp xui xẻo thứ 5 trong ngày hôm nay, đó là những người tuổi Tuất. 5. Tuổi Tuất. Con giáp này được các nhà tử vi chiêm tinh học cho hay, phạm vào cục diện mộc khắc thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có thể sẽ phát sinh một vài rắc rối khi bản mệnh cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuy nhiên, con giáp này cần bình tĩnh nếu lỡ có gặp phải bất cứ đề gì. Hãy xác minh thông tin để có thể đưa ra quyết định một cách thông minh. Bạn chớ nên vội vàng phán xét và quy kết tội lỗi cho người ấy, kẻo đến khi hối hận cũng không kịp. May mắn là trên phương diện sự nghiệp có thiên ấn chiếu mệnh, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có một ngày khá thư thả. Những công việc đã quá quen thuộc không khiến bạn tốn nhiều thời gian. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Hỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuổi Bính Tuất 1946 và 2006 mệnh Thổ, nên tin tưởng hơn vào nửa kia của mình. Tuổi Mậu Tuất 1958 mệnh Mộc, hãy cân nhắc thật kỹ các vấn đề. Tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Kim, không tốn nhiều thời gian cho công việc. Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Thủy, cần bình tĩnh đối diện với vấn đề. Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất mùng 9 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.